ai bảo đi xuất khẩu lao động là sướng. Tôi đi Nhật á, từ năm 37 tuổi, nghèo quá, xa vợ xa con. Hồi đó đi xuất khẩu á, còn vợ còn con, sức khỏe còn trẻ. Giờ thì chẳng còn gì, sức khỏe cũng không còn luôn. Tôi bốc vác ở chợ hải sản cũng kiếm được. Nhưng á, làm được 5 năm là tôi phải về. Vì đau quá không chịu được. Mỗi ngày á, vài tấn cá nó đè lên người thì sao chịu nổi. Tôi á, năm nay á, có đó 3 lần đi khám. Chỉ vì đau lưng, đau gối, đau gáy. Bác sĩ bảo tôi là do hồi trẻ lao động nặng, vận động sai tư thế. Nên cái cường độ cắt khớp xương á, giờ nó bị tổn thương. Rạn cột sống nè, khớp thì khô, sụn thì bào mòn, gai đầu gối á, gai cột sống, thoái gì đĩa đệm, thôi quá khớp, khô khớp, thuốc tây thuốc ta tôi thử hết rồi, không có nhiều tác dụng lắm, khớp á, thì vẫn đau, cũng thỉnh thoảng cháy gió chở trời á, còn không đi nổi, cái khớp á, nó cứ cứng còng, tay cứ tưởng như là tàn phế, nó đau cứng đơ, thỉnh thoảng cầm cái cốc còn không nổi, nó cứ rớt hoài, nhiều khi thấy mình khổ quá, mới 45 tuổi đầu, cũng chưa phải gọi là già lắm. Bạn bè trẻ chung, chẳng ai bị như tôi. Thấy tụi nó cứ như thanh niên, mà mình thì làm gì cũng không nổi. Đi thì thỉnh thoảng có người phải dìu. Nửa tháng trước, tôi xem Facebook, thấy có ông Hồng Sơn, cầu thủ bóng đá. Ông kêu ông đã dùng thử cái Fosigon này, thấy hiệu quả. Ông bảo là ngày trẻ ông đi đá bóng, ông bị tổn thương rất nhiều, nên ông dùng cái này thấy cũng đỡ. Thế là tôi mua dùng thử, uống được đến bây giờ là 3 lon rồi. Khoảng 3 tuần là hết 1 lon. Tính ra mỗi ngày chỉ chi hết chỉ có 40.000, mà thấy người khỏe re, không còn đau đớn gì nữa hết. Cái này là thiệt, tôi làm việc phà phà luôn, đỡ tốn tiền á, mướn người giúp việc đến dọn nhà, vận động nhẹ nhàng và cũng giúp tôi thoải mái và tự tin hơn. Cơ địa của tôi là không uống được sữa bò. Không hiểu sao cứ uống sữa bò là tôi bị đau cái bụng đi ngoài. Nên là sữa bò tôi uống không được. Cái Fortigo này là sữa hạt nên nó lành. Tôi uống được mấy chục ngày. Cái lon này gần hết rồi, thấy khác hẳn luôn. 2 tuần dùng hết 1 lon Fosigon, tôi ăn ngon miệng hơn, khớp gối linh hoạt hơn, đỡ bị khô, tay chân đỡ tê, hai bên đầu gối của tôi đỡ đau hẳn, nhẹ cả người, vận động xương khớp là không thể thấy nhức mỏi, đau đớn gì hết. Mỗi ngày tôi đều đặn uống 1-2 ly, cơ thể mình đỡ đau nhất, đỡ tê tay chân, xương khớp của mình giờ trơn tru khỏe mạnh hơn. Không còn kêu lục cục lạo xạo nữa. Dùng đến lon thứ 3 là phần lưng của tôi hết đau hoàn toàn, tay chân thì linh hoạt, nên cơ thể cũng khỏe mạnh hơn. Bây giờ thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, không cần phụ thuộc vào con cái. Thỉnh thoảng rảnh còn rủ mấy ông bạn già ra công viên Lê Thị Riêng chạy bộ, giải trí với mấy ông bạn già cho khay khỏa. Cũng không có bị mệt, ngủ ngon, ăn ngon, không còn bị tê chân, đau gì hết. Sức khỏe của tôi hiện giờ rất tốt. Huyết áp cao cũng uống được nha, tiểu đường cũng uống được luôn, béo phì, thừa cholesterol cũng uống được luôn. Uống vào là đỡ thiệt luôn, 2 ly mỗi ngày là đỡ hơn mấy lần uống thuốc men. Giờ thì cô tôi uống thuốc xương khớp nữa gì đâu, chỉ dùng có mỗi thứ này thôi. Mua đi, tôi mà biết sớm hơn là tôi mua sớm hơn rồi, chẳng tội gì mà chịu đau chịu nhất.